Ngày 3 tháng 8, những trận đấu cuối cùng của vòng bảng World Cup nữ 2023 đã kết thúc. Sau khi vòng bảng khép lại, ban tổ chức đã xác định được 16 đội bóng sẽ tranh tài ở vòng 1/8. Cụ thể, Na Uy và Thụy Sĩ là những đội đi tiếp ở bảng A. Bảng B có Australia cùng Nigeria đi tiếp. Bảng C có Nhật Bản và Tây Ban Nha giành quyền vào vòng 1/8. Hai đội có vé ở bảng D là Anh, Đan Mạch. Bảng E có Mỹ và Hà Lan vượt qua vòng bảng. Pháp và Jamaica đại diện bảng F đi tiếp. Bảng G có Thụy Điển và Nam Phi vào vòng 1/8, trong khi hai đại diện bảng H là Colombia và Morocco. Xét về các châu lục, châu Âu áp đảo vòng 1/8 với 8 đội, châu Phi bất ngờ có đến 3 đại diện. Châu Á sở hữu 2 đội, khu vực Bắc và Trung Mỹ có 2 đại diện, trong khi Nam Mỹ chỉ còn lại 1 đội ở vòng đấu dành cho 16 tập thể mạnh nhất giải. 8 trận đấu của vòng 1/8 World Cup nữ 2023 sẽ diễn ra trong các ngày từ 5 đến 8 tháng 8. Danh sách 16 đội giành quyền dự vòng 1/8 World Cup nữ 2023. Đại diện châu Âu: Thụy Sĩ, Na Uy, Tây Ban Nha, Anh, Đan Mạch, Hà Lan, Pháp, Thụy Điển. Đại diện châu Á: Nhật Bản, Australia. Đại diện Nam Mỹ: Colombia. Đại diện châu Phi: Morocco, Nam Phi, Nigeria. Đại diện Bắc Trung Mỹ: Mỹ, Jamaica.